Cái đến là chúng ta xin trân trọng giới thiệu các nhà tài trợ chính của chương trình ngày hôm nay và biểu hiện cũng như Diana sẽ cố gắng ngắn gọn phần này. Nhưng mà chúng tôi không thể nào không nhắc đến những nhà tài trợ chính của chương trình, bởi vì nếu không có những nhà tài trợ này thì chúng tôi không có một chương trình lộng lẫy như thế này được. Thứ nhất, xin trân trọng đại diện cho ban tổ chức, cảm ơn major sponsor Lexor Smart Baby Spa. Ladies and gentlemen, our show today would not have occurred if we do not have our major sponsors for today's events. Once again, please support Lexor Smart Baby Spa. They're major sponsors Thank for you. Today. Kế đến chúng tôi xin trân trọng cảm ơn cô Vân Lu, president của Odyssey Now. Thank you, Odyssey Now. Also, Dr. Mai Hua, Apple dentist. As you all know, even driving up here, you probably have encountered maybe 3 or 4 of her locations. That's why she keeps smiling. Yes, that's where I get my beautiful smile from. And Apple Dentist has over 16 locations all around Houston. Gel number 2, manicure. Thank you. Kim Jiao Jewelers. Anh Lan của Direct Furniture. Thank you, Lan. And of course, my dress today, Danny Nguyen Couture. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Phong Lê Karaoke, Hoa Phát, Chuyển Tiền, California. Cũng như là hệ thống cửa hàng điện tử Teletron. Also, Nhà Hoàng Vĩnh Phúc. Thank you. Kế đến là dealer Honda của Harley Lê. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng như các doanh nghiệp sau đây đã góp phần ủng hộ chương trình ngày hôm nay. Trước hết là Top Beauty College. Long Mi Daniel, California. Number 1 Eyelash Extension. Kim Tu Florist. Bích Nga Beauty Salon. Bích Phu Beauty Salon in Dallas. Modern Salon. Progress Beauty Salon. Cosmos Culture Institute. I'm sorry, Progress Beauty College. Sorry about that. Oh yeah. Woo! Yes, yes, that's right. Beauty College. BN Career Institute. Unity Beauty College. Woo! Bác sĩ Nguyễn Văn Cương của Cosmetic Surgery Atlanta. And Dr. Nguyễn Công Thứ, MD, ENT. KT Printing. Một tràng pháo tay thật to đó thưa quý vị. Một tràng pháo tay thật to tất cả các nhà tài trợ chúng tôi ngày hôm nay. Thank you, sponsors. Thank you, sponsors. We appreciate you so much. Đây là chương trình Fashion Show được sponsored bởi Danny Nguyễn Công Thứ. Ladies and gentlemen, we're so honored today to showcase to you all the models are wearing today from Danny Nguyen Couture. Please give it up for all the models. Okay, well, thank you. Thank you. Danny Nguyen Couture. Aren't they just beautiful? Bộ tay lớn với quý vị cho những cái bộ rất là xinh đẹp và những cái bộ đồ rất là đặc biệt của bộ sưu tập của Danny Nguyễn Couture. Wow, cái này mặc đi đám cưới được không? Beautiful, bộ tay lớn lên quý vị. You know, these dresses, you can wear them for different occasions, whether it be for a hot date, or just go to an event, you know, with New Year's Eve coming up. Thank you, models. You can go to Christmas parties. Beautiful. Wow. Thank you. They're gonna be appearing next in the Vietnam Tech Next Top Model. I know. Next year. Next year. Yes. American Next Top Model. Sorry. Yeah, thank you so much. Beautiful, beautiful costume. Beautiful line of clothing from Danny Nguyen Couture. Exactly. And what Danny Nguyen has told me is that this is all of his original pieces. You will not find this anywhere else in the whole country. Oh, this is nice. I
cũng như bộ sưu tập đặc biệt của anh đem đến cho chương trình ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi trước khi bắt đầu cuộc thi thì lúc nào cũng vậy, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị thành phần ban giám khảo của ngày hôm nay. Đầu tiên thưa tất cả quý vị, chúng tôi sẽ nói bằng tiếng Bùi Hiền sẽ nói bằng tiếng Việt và sau đó thì cô Diana sẽ nói lại bằng tiếng Anh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những người thành viên của ban giám khảo ngày hôm nay. Trước hết trân trọng giới thiệu đến quý vị cô Tiffany Lương, cô là Master Celebrity Makeup Hairstylist và Instructor. Cô đến từ Elite Natural Trainer Motive cho Motives. Cô đã hai lần giữ International Makeup E-Hair Competition năm 1992, 1993 và cô cũng là hai lần Makeup Training of the Year của năm 2003 và 2010. Trân trọng kính mời và xin trân trọng giới thiệu quý vị Tiffany Lương. Ladies and gentlemen, please give your hands to Miss Tiffany Lung. She again, she is the 2 times International Makeup and Hair Competition winner in 1992 and 1993. She's also 2 times Makeup Trainer of the Year, 2003 and 2010. Of course, we all know that our judges, do you know that our judges today are the elite of the elite? Wow, thank you. I mean, they are the cream of the crop. Wow. I do now. Thank you. Kế đến chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị cô Michelle Hoàng Hạnh, cô là President của trường thẩm mỹ Top Beauty College. Yes. Và cô cũng là một những người tổ trong ban tổ chức của ngày hôm nay. Thank you, Michelle Hoàng Hạnh. Exactly. She's also a very, very good friend of VanTV. She hosts with Mr. Michael Chang Tho, a VanTV TV beauty show host. So if any of you out there, if you want to get some of their tips, watch VanTV channel 52.5. Thank you. Kế đến chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị anh Michael Chang Tho, anh là instructor của Cosmos Culture Institute. Thank you, Michael Chang. He's our instructor and also, as I said earlier, channel 55.2, VanTV beauty show host. Kế đến. He's also, do you know that he's a doctor? I didn't know that. I know. So you have to call him doctor. Doctor, doctor Michael Chang. Thank you. Yes, doctor of science and humanitarian as well as many, many, so many talents to list. So thank you, Mr. Michael Chang. Thank you, Dr. Michael Chang. Kế đến chương trình trân trọng giới thiệu anh Phạm Long đến từ Modern Song. Yes. Isn't he so handsome? Anh còn độc thân. 281. Are you still single? Single ladies out there? What is your phone number? Thank you, Phạm Long. Kế đến chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô Mira Song là instructor của Odyssey Nail System. Yes. Mira Song, thank you. Yes, Mira Song, thank you so much. Để cho không khí ngày hôm nay thật là vui và nhất là không để cho hồi hộp quá và cũng như để cho quý vị ban giám khảo có thời gian để mà chuẩn bị chấm điểm cộng điểm, chúng tôi có một những chương trình lồng thêm trong chương trình thi này, có một chương trình nhạc rất là nhỏ nhỏ. Và chúng tôi xin trước hết đại diện ban tổ chức cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Tuấn. Thank you, một tràng pháo tay cho anh Hoàng Tuấn, người sẽ là người chịu nhiệm chính composer cho cái music của ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời quý vị hướng về sân khấu và những tràng pháo tay thật to để ta mời một người ca sĩ đầu tiên để bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi ngay. Xin mời judge trong thời gian này chuẩn bị nhé. Một tràng pháo tay thật to thú vị tiếng hát của người nam ca sĩ mà tôi nghĩ rằng không cần giới thiệu nhiều ở tại thành phố Houston. Một tràng pháo tay thật to cho nữ ca sĩ Như Lan. Wow. Chúc quý vị có một buổi cùng đến thật là vui vẻ. Ta quên nhau đã bao lâu rồi. Hơi đêm em có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quên nhau đã bao lâu rồi. Hơi đêm sao mãi mãi đến dài để mình ta với con tim cô cần xa. Chúng ta sẽ cùng nhau.
Tình yêu cuốn tôi, yêu người mãi thôi. Thật say tâm tích trong tay người.
Vẫn yêu một mình em thôi.